Đâu mình làm khỉ cho bố coi coi, làm khỉ coi. Làm khỉ coi, mình làm lại coi, đang làm lại coi con khỉ làm sao. Cái đít nó mất sao? Cái đuôi con khỉ thấy mắt làm sao? Cái đuôi mắt sao? Khỉ mắt đuôi làm sao? Mên. Con đứa chị con làm lại coi, đứa chị làm lại coi con khỉ mắt đuôi làm sao? Con khỉ nhỏ. Đang con khỉ baby hả? Yeah. Đang quẩy đuôi cho bố coi coi, quẩy cái đuôi coi, cái đuôi quẩy sao? Con khỉ nó quắt cái đuôi á hả? Cái đuôi sao nó quắt sao? Đi quẩy đuôi cho bố coi kìa. Mình cho bố chụp hình con khỉ sao quẩy đuôi? Khỉ sao quẩy đuôi? Con khỉ nó vậy hả? Ồ nó quẩy đuôi vậy hả? Ồ nó quẩy đuôi vậy luôn hả? Ồ vậy hả? Ồ cái đuôi lắc lắc sao? Lắc cái đuôi sao? Cái đuôi nó lắc lắc sao? Ồ rồi đang quắt quắt cái đuôi cho bố coi coi, quắt quắt cái đuôi coi, cái đuôi quắt quắt sao? Em gái hả? Chồng em rồi. Rồi kéo quần lên.